Nếu bạn cần tinh con thỏ hay bạn là fan cứng của cà rốt thì video này dành cho bạn. Nay mình xin chia sẻ với bạn món súp cà rốt rất nổi tiếng trong món Pháp. Nhìn hình thì y chang như súp bí đỏ lần trước mình làm ấy, nhưng mà hương vị thì khác hoàn toàn. Hãy like và đăng ký kênh để mình có động lực ra video tiếp nhé. Mình nấu khoảng 7 phần súp, khoảng 850g cà rốt Đà Lạt bào vỏ và cắt nhỏ. Cái vỏ cà rốt này mình sẽ không vứt đi, mình sẽ giữ lại ở trong tủ đông để lần tới mình nấu nước dùng thì mình cho vào. Chắc mình không cần phải nói rau củ cần phải rửa sạch đâu nhỉ. 300g hành tây thái lát mỏng. 300g hành ba rô thái lát mỏng, chỉ lấy phần trắng thôi nha. Bắc cái nồi lên bếp, cho xíu dầu ô liu vào. Dầu nóng rồi thì cho hành tây và hành ba rô vào xào. Vì cái nồi của mình nhỏ nên mình xào hành trước cho nó teo lại. Bạn có nồi to thì xào hết rau củ một lần không sao cả. Mình cho vào một ít muối để giúp cho rau củ nhanh mềm và nhanh ra nước hơn. Hành đã xẹp xuống rồi, mình cho hết cà rốt vào xào chung luôn. Đừng để lửa lớn quá nó dễ cháy. Mình chỉ cần nó mềm thơm chứ không cần nó lên màu. Sau khi rau củ đã mềm, mình cho khoảng 1 lít nước dùng gà trắng vào. Nếu bạn ăn chay thì sử dụng nước dùng chay hoặc nước lọc cũng được. Cho vào 50g gạo nếp. Bạn dùng gạo tẻ cũng được nha, nhưng gạo nếp sẽ giúp cho súp thơm hơn. Thêm vào đó 2 bay leaf và vài hột tiêu đen. Bạn có thể thêm bouquet garni nếu muốn. Giờ thì để lửa lớn cho sôi, có bọt thì hớt bọt. Hớt bọt xong thì để lửa nhỏ cho nó sôi lăn tăn đến khi cà rốt mềm và gạo nở bung bét hết ra là được. Khoảng tầm 30 đến 45 phút. Nếu nồi súp cạn nước thì châm thêm nước vào. Trong quá trình nấu nhớ đảo thường xuyên vì có gạo nên súp dễ bị cháy. Nồi súp của mình được rồi này. Gạo nở hết và cà rốt cũng mềm rồi. Giờ mình vớt hai cái bay leaf ra và đem súp đi xay. Xay 1 phần 3 hoặc một nửa cối thôi nha. Đừng có tham, vừa hại máy, vừa không mịn đều. Súp xay xong, rây qua rây mịn một lần nữa để đảm bảo không dính lợn cợn hay vật thể lạ trong món súp. Giờ bắc lên bếp nấu cho nóng. Súp của mình hơi đặc nên mình cho thêm nước dùng gà vào. Nêm nếm lại cho vừa ăn. Mình chỉ sử dụng muối thôi, không dùng bột ngọt, bột nêm hay bột canh gì cả. Vậy là được rồi, múc súp ra tô thôi. Rưới chút dầu ô liu nguyên chất lên, thả tí ngò tây bằm rồi bụp thôi. Chúc bạn thành công nha!